Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mộng. Biệt thự biển Mandarin Oriental Đà Nẵng, siêu thượng lưu thầm lặng. Concert anh trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Ngoài cái công việc của các bạn luôn nghĩ đến gia đình. Và chúng tôi cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi cảm ơn các bạn, những người rất là hữu ích cho xã hội. Cảm ơn thật nhiều. Trời, tự nhiên chị Xuân gọi tên của Dương, đâu biết là Đăng Dương, em xúc động dễ sợ. Tại vì các bạn để ý là thường mình ra đường mình có mang cái nghệ danh gì thì cũng chỉ có mẹ gọi mình bằng tên thiệt thôi. Cái tự nhiên Thành ơi, yeah. Chị gọi em A Xin nha. Khi mà em nói ra một từ là con yêu mẹ thì em cảm thấy không thoải mái về điều đó. Và em suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Và trong lòng chắc chắn mẹ em là một người rất tuyệt vời. Em không biết phải dùng bao nhiêu từ hay là phải làm bao nhiêu để có thể cảm ơn được mẹ của mình. Những cái lời trong bài hát này cũng là những cái điều mà em không nói được. Gần đây thì em có hay tâm sự nhiều hơn. Thật sự là cảm ơn Dương vì đã cho tụi em hát cái ca khúc này, cho những anh em đây những cái khoảng để có thể chia sẻ cái tâm tư của mình. Yeah. Mẹ đi chợ bán đay ấy, bằng cái xe đạp. Tú cứ lóc cóc và đi cùng mẹ, cứ chờ mẹ bán xong, xong bắt đầu mới được đi về. Mẹ sẽ mua cho Tú một cái bát cháo lòng 500 đồng. Nhưng mà nó ý nghĩa. Cho tới bây giờ thì mình là nghệ sĩ, mình cũng giúp được mẹ một chút xíu. Nhưng mà cái điều mà mẹ mình cần, đó là cần mình về nhà. Tú nhìn ở trong mắt của mẹ, mẹ vẫn mong 2-3 tháng con sẽ quay trở về. Em chỉ muốn nói mẹ em là hy vọng là mẹ em sẽ đi khám, không có dư bệnh trong người nữa. À, là mẹ không đi khám tổng quát thường xuyên đúng không? Dạ, mẹ em rất là nhiều bệnh. Đấy, nhiều người sợ đi bệnh viện ấy, không dám đi khám đâu. Đây là một người mà ở đây ai cũng cực kỳ hâm mộ bởi niềm tin mãnh liệt về sự hoàn hảo của bản thân. Và đây là lần đầu tiên anh ta lead một team. Xin chào đón team của đội trưởng Atas. Xin chào đón anh trai Quang Trung, anh trai Dương Đô Mít, anh trai Anh Tú, anh trai Sông Luân và anh trai A Thuật. Hôm nay có vẻ A Thuật của chúng ta có một gương mặt lạnh lùng và nghiêm túc đến lạ. Rất là khác A Thuật của ngày thường. Không biết là điều gì đã làm cho em của tôi quyết tâm nhiều đến như vậy ạ? À, đến vòng này khi mà bắt đầu lead một team, em cũng khá là áp lực. Tại vì em cũng muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết rằng mình có thể làm được những gì và tại sao mình lại được đi sâu đến vòng này. Và khi mà bọn em ở trong nghe bài của Eric, nhìn lại các anh em và cái ending có một cái bức ảnh tất cả anh em, khiến cho tất cả bọn em rất là xúc động. Bằng tất cả những cái sự khiêm tốn nhất của em thì team Eric cho bọn em cảm xúc bao nhiêu thì bài này bọn em sẽ trả lại cho team Eric bấy nhiêu. Vẫn có cái cool twist cuối phim ha. Hôm nay ở bên dưới hình như là có Thuận Nguyễn còn đến đây ủng hộ cho Atus nó thì phải. Thuận Nguyễn ơi, hôm nay em đến ủng hộ cho anh em cùng sân khấu hả hay sao cưng? Em xin chào Trấn Thành, xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Ngày hôm nay em đến đây để ủng hộ anh Sinh, Trung, Tú và tất cả các anh em. Nhưng mà em đặc biệt muốn nhắn gửi với mọi người, bạn em nó gáy vui thôi. Gáy vui thôi. Chứ không có gáy căng. Cho nên mọi người hãy yêu thương và ủng hộ Atus hết mình nha. Dạ. Và cái thứ hai là Tú ơi, hãy tự tin lên em. Em thấy cái chữ A với chữ T ở trên không? Đó là tên em đó. Hãy tỏa sáng nha. Cảm ơn Thuận Nguyễn rất nhiều đã đến đây.
Rồi, hôm nay anh sao anh Sơn? Em hôm nay trong vai em Út của nhóm. Em Út của nhóm. Em Út của nhóm. Dạ. Em Út hả? Em tự trọng. Thôi để tiếp lời của Tú thì đối với em, cái phần trình diễn sắp tới đây sẽ là một phần trình diễn ý nghĩa nhất trong cuộc đời của em từ trước em bắt đầu làm nghề đến bây giờ. Sao cái đội này làm tôi lo quá nha. Nãy giờ thấy teaser hấp dẫn đó. Nói thiệt không Tú? Trong ngày hôm nay tất cả những cái tác phẩm đều mang đầy ý nghĩa. Dĩ nhiên bài hát của tụi em, năm anh em cũng đã cố gắng hoàn thiện tốt nhất có thể để đưa ra một bài hát cực kỳ cảm xúc và mong rằng khán giả sẽ yêu thương tất cả năm anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Tú. Dương Domic. Tôi mới đặt tên cho Dương Đô Miết là ông Hoàng Ăn Nói. Có nghĩa là cứ anh ta nói tới mọi cảm xúc sẽ trở thành một màu thôi. Mời ông Hoàng Ăn Nói cho tôi biết bạn đã làm gì với anh em trong những tuần qua mà tôi thấy anh em có vẻ rất là tâm đắc với tiết mục này. Đó, các bạn thấy không? À, lúc nào vô cái máy nó kỳ lắm đi. Nó không có đẩy lên được. Nó lại mạnh mẽ nó coi. 2, 3, vô. Lời nói đầu tiên, Dương xin gửi lời chào đến anh Trấn Thành và tất cả mọi người. Yeah. Em phải nói thật là... Sao nó diễn dòng xuống rồi này các bạn thấy không? Đối với em ấy, ừ. Thì bài hát này là một bài hát rất đặc biệt. Thực sự là... Chưa tới đoạn xúc động ở đây đâu. Chưa xúc động. Chưa xúc động đúng không? Nén nó lại. Nén lại, diễn xong rồi hẳn xúc động. Thì mọi người cứ hãy chờ xem, nó sẽ đến. Thấy chưa? Thấy tên này đúng không? Chuyên gia ngôn ngữ ông Hoàng Ăn Nói. Đây, Dương Domic. Quang Trung, em có cảm thấy cái sự khác biệt gì khi ở trong cái team này không? À, dạ, ở trong team nào em cũng thấy vui hết. Và đặc biệt là ở trong team của các anh em lần này, em hạnh phúc lắm. Tại vì các tiết mục mà tụi em chuẩn bị cho lần này á, mấy anh em cũng có nhiều cảm xúc đó anh. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà em có mặt ở trong tiết mục của các anh em. Cảm ơn em. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với tiết mục của đội Artus Bao Lời Còn Chưa Nói. Trời ơi, sao cái bài này tiên chi tiền anh em trên Đà Lạt tập làm gì không biết nữa. Thôi người chương trình thay cái áo nó đỡ lì luôn á. Đúng rồi em ơi. Cái không gian này, cái thời tiết như này á, thói quen cá nhân của anh ngày xưa ở ngoài Hà Nội lạnh mà. Yeah. Thì lúc nào mẹ anh cũng dắt anh đi ăn bắp này, xong ngồi khoai lang. Tiên ngồi đây nhớ mẹ quá. Hồi nhỏ em có một cái ước mơ về mẹ em nữa. Ước mơ gì? Hồi lớp còn nhỏ đi học á, em ước mẹ em bán khoai lóng trước cổng trường em, nghĩ cho em ăn cho tiện. Em thích ăn khoai lóng lắm. Anh cũng thích, em cũng siêu thích. Em không làm luôn ở nhà đi để một mình em ăn. Dạ, thôi. Có luôn. Bất kể cái gì mẹ em ăn ngoài đường á, mà về nhà mà mẹ em mà biết nha, rồi từ đó về sau không bao giờ em ăn ngoài đường được nữa. Mẹ em sẽ luôn làm ở nhà. Quá tuyệt vời, đúng là mẹ tuyệt vời. Còn anh thì sao? Lúc anh còn bé là đi học võ á. Anh học võ gì đấy? Anh học võ taekwondo. Đồng môn rồi. Em học taekwondo à? Em học taekwondo, karate, nam huỳnh đạo luôn. Ra luôn. Ra. Ra đi. Trông em trông dở hơi lắm chung à. Trời ơi, một vòng nào mà mình có mấy cái đó là em thể hiện liền. Sao anh nói nốt đi. Anh nhớ là hồi đó mỗi lần mà anh đi học võ về là tầm 9-10 giờ đêm á, là từ ngoài đường lộ vô rất là xa, 4-5 cây số là đường có tới thui à. Thì mẹ anh ngày nào cũng ra đó đợi anh, xong rồi sáng á, anh phải đạp xe đạp lên nhà bà nội xa hơn để đi học á. Thì mẹ anh lại 3 giờ sáng này dắt anh đi ra tới được cái chỗ có điện để đi. Cho nên là đối với anh thì khoảng thời gian đó nó khá là ý nghĩa với anh. Thật ra thì tất cả những anh em ở đây á, ai cũng có một cái kỷ niệm gắn bó với cả gia đình, nhất là về mẹ mình. Nhưng mà em có rất nhiều điều em muốn nói với mẹ em, nhưng mà chưa bao giờ em có thể nói trước mặt mẹ em được. Ví dụ như là ngay câu đơn giản con yêu mẹ chẳng hạn, đến bây giờ anh vẫn chưa dám nói trước mặt mẹ. Em cũng nói được đơn giản nhưng nó rất khó. Đúng. Anh nghĩ là nó là một cái khoảng cách thế hệ cũng như là thói quen của mình, rất khó để mình truyền đạt những cái điều đó thành lời nói với mẹ của mình. Em có cái cảm giác như anh luôn, cách đây 3-4 năm trước, xong rồi em cũng làm bạn được với cả bố mẹ em. Cái khoảnh khắc mà để mình tâm sự hết mọi thứ ấy, thì thực ra ấy, nó phải là từng ngày, càng ngày mình càng nói nhiều ấy, thì bố em sẽ biết được cái cuộc sống của em hiện tại nó như thế nào, và bố em sẽ có câu chuyện để nói tiếp. Đấy là cái cách để mà nó phá vỡ đi cái bức tường lửa, lúc nào cũng chỉ hỏi là bố mẹ ăn chưa, hôm nay bố mẹ khỏe không. Nói chung thì anh em đều yêu mẹ, yêu gia đình và còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Đó chính là lý do vì sao mà chúng ta có nhạc phẩm Bao Lời Còn Chưa Nói. Khi mà mình nhận được một cái thai beat và mình thấy được cái idea là về mẹ, Dương cảm thấy rằng là đây rồi, nó phải dành cho mình, nó phải dành cho team của mình. Lúc đấy Dương cũng nói với mọi người, em có thể làm nó được một cách tốt nhất.
lúc mà ở Thai Beat mình đã nói là nếu em chọn em phải hoàn chỉnh bài đấy cho anh, còn bài còn lại là nhóm sẽ lo. Và mình đặt niềm tin ở Dương rất là nhiều về bài hát. Những ngày đầu tiên mà mình đặt bút viết bài Mẹ này, mình khá là stress. Mẹ đối với mình là một người rất quan trọng. Mình đã cố gắng viết nhưng mà nó vẫn chưa được như cái ý mà thực sự mình mong muốn. Viết rất nhiều lời, bỏ rất nhiều, gạch rất nhiều luôn. Đây, điệp khúc cuối cùng. Mình suy nghĩ rất nhiều, mình viết rất nhiều cái demo xong rồi mình vẫn phải bỏ đi. Bao lời bản thân mình chưa có thể nói với mẹ, nó xuất phát từ câu chuyện của bản thân mình. Dương cũng đã từng làm mẹ buồn nhiều. Có những cái ngày tháng mà bản thân mình cáu gắt với chính người mẹ của mình. Và mình cảm thấy rằng thực sự mình đang làm mẹ mình buồn. Và khi mà mình nhận ra được những cái điều đó rồi ấy, thì bản thân mình cảm thấy rất là, kiểu rất là day dứt. Ngày nghe tiếng hát ru rương từ một người nhỏ bé nhưng phi thường. Mình vẫn suy nghĩ về nó khá nhiều và mình chưa thể nói ra những cái lời yêu thương đó một cách trực tiếp với người mẹ của mình. Đây là lúc mà mình dùng những cái lời muốn nói đó, mình gom nó hết vào bài hát này để gửi đến cho mẹ mình. Khi mà nhận được cái demo của Dương á, trên một cái Thai Beat thì nó lại không thật sự cho mình cảm thấy là nó chạm lắm. Cho đến khi mấy anh em mà ngồi với nhau cùng đàn rồi đánh piano thì lúc đó thật sự là cái lời bài hát của Dương viết nó thấm vô từng cái tế bào của mình. Có vẻ như là một cái bài tình cảm thì chỉ riêng một tiếng đàn guitar hay là tiếng đàn piano không, nó cũng đã đủ cho mọi người tập trung nhiều hơn về phần melody cũng như là về phần lyric. Tú cảm thấy bài của Dương rất hay, câu chuyện cụ thể rõ ràng, cái like cho 5 người ấy rất là hiệu quả. Dương là một người có tài năng và mình hy vọng rằng sau cái vòng này mọi người sẽ thấy được cái tài năng của bạn ý nổi trội hơn và mình đặt niềm tin ở Dương rất là nhiều về bài hát. Khi mà Quyền đang dẫn á, Quyền đang muốn đưa vào những cái đạo cụ nào đó thân thuộc nhất đối với những cái kỷ niệm tuổi thơ của mình. Thì ví dụ như là Quang Trung đi, nhắc đến mẹ, mình nhớ đến đồ vật gì? Dạ em nhớ tới cái quạt màu tròn tròn nó bằng lá gì đó anh. Xưa mình nhỏ mình ngủ á, thì lúc nào cái quạt đó nó cũng sẽ phe phẩy để cho mình mát. Có khi lại là mẹ mình, có khi là bà ngoại mình, có khi sẽ là những người thân cũng sẽ dùng cái quạt đó để quạt cho con nít ngủ. Cho nên Trung rất là nhớ. Tụ vói. Nếu mà là em thì em sẽ tưởng tượng đến cái chổi anh ạ. Bởi vì em hay bị quất. Thực ra thì không tới mức mà mẹ Tú hay uýnh Tú đến mức như thế đâu. Tú chỉ nói như thế cho vui thôi. Cũng ham chơi, đi quá trưa xong rồi mới chạy về ăn thì cũng bị uýnh, chuyện bình thường. Dương là trẻ nhất 2K này, thì Dương sẽ nhớ cái gì? Em à, cái mà em nhớ nhất về mẹ em ấy là chiếc xe máy của mẹ. Đi 10 năm trước, trời đến bây giờ nó vẫn có. Đối với em, mẹ em là một người làm rất nhiều việc ấy. Xong mẹ em đi về đi làm xong vẫn về nấu cơm cho gia đình. Đây, người đàn ông đã có vợ. Thật ra thì hình ảnh của mẹ đối riêng với cá nhân em có thể là cái quạt trần ấy. Bởi vì cái quạt trần mà đóng bụi á, thường là mẹ em sẽ là người lên lau á. Mà mỗi một lần mẹ lau á là những cái bụi nó dính rất là nhiều rơi vào tóc. Nên lúc nào mình nhìn thấy hình ảnh đấy mình cũng bảo là sau này hy vọng là mình sẽ không bao giờ mình muốn có quạt trần trong nhà nữa. Đó là lý do vì sao mà mình khá là ấn tượng với quạt trần. Sao em chỉ hỏi thăm mà lúc đó anh không làm cái đó cho mẹ anh nên mà anh để anh nhờ mẹ anh làm thôi hả? Chứ không phải là hồi 11 mình cao lên mình sẽ làm phụ mẹ mà là hồi 11 trong nhà mẹ nó ngắn đâu. Không, tại vì anh hèn chi lúc tập á em tập hoài không được hay là do em cảm không được cái bài của Dương. Thật ra thì em bị nấc nhiều quá. À nghẹn đúng không? Nghẹn quá. Trời ơi, không, thật ra em cũng đang nghĩ chọn một món đồ thật sự rất khó đó. Nhiều quá. Chắc em chọn con dao đi. Đất thôi. Không, tại vì em chỉ có nhớ tất cả những món ăn của mẹ em nấu thôi. Tại vì đến bây giờ em vẫn thích một cái món mà từ xưa đến giờ em ăn em nghĩ nó sẽ là một cái món ngon nhất trong cuộc đời em. Đó là canh rau ngót. Dù là mẹ có đi đâu xa, dù là mẹ có đi làm về khuya, con dao, cái thớt, cái bếp vẫn là cái mà mẹ luôn luôn chăm chút để cho con của mình có những bữa ăn rất là ngon. Ở bài nhạc lần này, Ba lời con chưa nói thì mình cũng cảm thấy nó khá là thú vị khi người sáng tác là các anh em miền Bắc, người dựng bài là miền Trung và người mẹ là người miền Nam. Thì mình cảm thấy nó là một sự hòa hợp thống nhất, nó rất là thú vị và nó sẽ rất là đẹp.
mấy rehearsal thôi nhưng mà hiện tại là đã thấy những giọt nước mắt ở trên gương mặt các anh em rồi đấy. Anh Sinh là phải đeo kính rồi đây này. Sinh là phải đeo kính. Không có đâu, anh bỏ từ kính nhá. Ừ, anh bỏ từ kính thế nào? Anh bỏ ra mọi người là kêu là anh rồi nhiều cảm xúc nữa. Quá nhiều cảm xúc trong bài hát này. Hy vọng rằng khi mà hát cho đi đúng rồi, mọi người cái này phải mọi người xem cũng hiểu được là tại sao mà năm anh em lại cảm xúc không nói lên lời như vậy. Rất là mong rằng bài hát này sẽ chạm đến trái tim của tất cả người con. Đối với mình, mẹ muôn năm mẹ luôn phải. Đây là số 1. Mẹ là tuyệt vời. Đúng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho team Arthur, Dương Dominic, Arthur, Anh Tú, Quang Trung, Song Lương và nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân và tất cả dancers của MQ Dance Team với tiết mục Bao Lời Con Chưa Nói. Cảm ơn các bạn, một tiết mục rất tuyệt vời và thật xúc động. Hôm nay rất là vui khi em được gặp chị Xuân ở đây hỗ trợ cho team của Atus. Không biết là chị có cái cảm xúc gì khi đến với Anh Trai C2 và đặc biệt là trong cái ca khúc này ạ? Đầu tiên nha, là có Thành và có 5 đứa nhỏ rất là đẹp trai, rất là tài năng, rất là dễ thương này. Cảm ơn Song Luân, cảm ơn Tú Diệu Nhi. Cảm ơn Tú Voi Bản Đôn. Cảm ơn Quang Trung và đặc biệt là cảm ơn Đăng Dương. Đăng Dương, một người trẻ nhất và cũng là người sáng tác ra bài hát này. Không rồi, thôi mà à. Cảm ơn rất nhiều các bạn thế hệ trẻ. Ngoài cái công việc của các bạn luôn nghĩ đến gia đình. Và chúng tôi cảm ơn vì điều đó. Chúng tôi cảm ơn các bạn, những người rất là hữu ích cho xã hội. Cảm ơn thật nhiều. Trời, tự nhiên chị Xuân gọi tên của Dương Đô biết là Đăng Dương, em xúc động dễ sợ. Tại vì các bạn để ý là thường mình ra đường mình có mang cái nghệ danh gì thì cũng chỉ có mẹ gọi mình bằng tên thiệt thôi. Cái tự nhiên Thành ơi, yeah. Chị gọi em A Xìn nha. Cảm ơn chị Xuân đã rất là ấm áp để gọi Dương đâu biết là Đăng Dương và dễ thương quá. Cảm ơn sự có mặt của chị ngày hôm nay. Mọi người cho chị Xuân một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Dạ, em cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Cô, cảm ơn cô ạ. Các con cảm ơn cô. Dạ. Trời, các bạn biết không, tại vì có những cái đến từ chân thành. Tại vì nếu bình thường thì mình xem chương trình chị Xuân chỉ đến đây là một khách mời thì sẽ gọi là Dương Đô Mít. Thì tự nhiên kêu là à, cảm ơn Đăng Dương, tự nhiên làm tôi rất là xúc động. Thì không biết Đăng Dương tại sao lại xúc động theo vậy hả Đăng Dương? Thật ra thì khi mà bắt đầu bọn em pick team xong á và bọn em chọn bài nhạc thì Dương có nói là cho em xin một bài nhạc để làm về gia đình. Lúc đấy không biết sao nhưng mà em hoàn toàn tin tưởng Dương và em đưa 100% quyền quyết định bài này Dương muốn làm gì Dương làm. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy thành quả một Dương Đô Mít quá xuất sắc.
quá tuyệt vời. Anh muốn nghe câu chuyện của Dương Trọng Biết, em nghĩ gì về mẹ khi em viết bài này? Thực sự là bản thân em ấy, em không phải là một người dễ nói ra một lời yêu thương với gia đình, đặc biệt là với mẹ mình. Em không biết tại sao, nhưng mà khi mà em nói ra một từ là con yêu mẹ thì em cảm thấy không thoải mái về điều đó. Và em suy nghĩ về điều đó rất nhiều. Và trong lòng chắc chắn mẹ em là một người rất tuyệt vời. Em không biết phải dùng bao nhiêu từ hay là phải làm bao nhiêu để có thể cảm ơn được mẹ của mình. Và tất nhiên rằng là thật ra Dương cũng không cần phải suy nghĩ về điều đó quá nhiều. Tại vì anh nghĩ đây là vấn đề về khoảng cách thế hệ nè. Anh nghĩ ai cũng bị hết mà. Anh lớn tuổi về anh cũng y chang mà. Đâu bao giờ mình nói con yêu mẹ đâu, nghe nó ngượng miệng cũng chết. Mà tại sao ngượng miệng các bạn biết không? Là tại vì chúng ta không nói với nhau ngay từ những lúc nhỏ, cho nên mình không có quen. Cho nên là nếu như trong thời gian sắp tới các bạn á, ở bên dưới á, các bạn có may mắn làm cha làm mẹ, thì cái chuyện đầu tiên các bạn hay nói với con mình mỗi ngày là gì? Mẹ yêu con, mẹ yêu mẹ con. Mình nói nhiều vô lỗ tai nó, tự nhiên cái lúc nó nói ngược lại là con yêu mẹ, nó sẽ không ngượng miệng, đúng không các bạn? Cho nên tôi nghĩ là chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi từ những thế hệ sau này nữa ha. Và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy là cái câu mà con yêu mẹ, con yêu ba, nó không còn ngượng miệng nữa khi mình phát ra. Cảm ơn em đã viết một ca khúc rất xúc động. Cho em nói thêm một chút nữa rằng là bài hát này không thể được như ngày hôm nay nếu mà em không có những người anh em đồng hành cùng em. Những cái lúc mà em khó khăn nhất đó là anh Oliver, anh Minh Tinh và Hoàng, cũng như Sĩ Bạch. Và đặc biệt rằng là bốn con người đây trên sân khấu này. Ok, cảm ơn em. Văn Trung diễn xong thấy làm sao? Dạ em thoải mái hơn nhiều. Lúc mà các anh em trong nhóm được nghe bài hát này á, ai cũng xúc động hết. Nãy em có nói anh Thành là em may mắn, là tại vì những cái lời trong bài hát này cũng là những cái điều mà em không có nói được. Em nghĩ cái câu mà khó nhất luôn á là con thương mẹ và con yêu mẹ. Ngay hiện tại thì tôi cũng không sống gần gia đình nhiều, cho nên là nếu mà có gần mẹ thì Trung thường sẽ để dành bụng để về ăn đồ ăn mẹ nấu. Dù cho Trung đi làm về nó khuya cỡ nào thì Trung vẫn thấy mẹ đợi, và mẹ sẽ luôn hỏi là còn ăn cái gì chưa. Dù là mấy giờ thì mẹ Trung cũng sẽ làm cái gì đó cho Trung ăn. Cho nên là cái dịp mà được ở gần gia đình á, Trung cũng hay tranh thủ ăn cơm ở nhà. Cho nên là may mắn vì có một bài hát để mình nói ra kiểu vậy. Sao chúng ta ở đây không nhiều người dám nói mình yêu bố mẹ nhờ? Anh Sơn, anh có nói không anh Sơn? Nếu mà để nói từ con yêu mẹ thì chắc là chưa bao giờ. Nhưng mà gần đây thì em có hay tâm sự nhiều hơn. Thật sự là cảm ơn Dương vì đã cho tụi em hát cái ca khúc này, cho những anh em đây những cái khoảng để có thể chia sẻ cái tâm tư của mình. Yep. Tu Voi thấy sao em? Cái điều mà em hay nói với mẹ em ấy là con yêu mẹ. Em lại được cái điều đấy là từ bé đến bây giờ luôn. Cái bài hát này của Dương nó đã làm cho Tú nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa với cả mẹ. Nhà Tú hồi xưa cũng nghèo lắm. Mẹ đi chợ bán đay ấy, bằng cái xe đạp. Tú cứ lóc cóc và đi cùng mẹ, cứ chờ mẹ bán xong, xong bắt đầu mới được đi về. Mẹ sẽ mua cho Tú một cái bát cháo lòng 500 đồng. Nhưng mà nó ý nghĩa. Cho tới bây giờ thì mình là nghệ sĩ, mình cũng giúp được mẹ một chút xíu. Nhưng mà cái điều mà mẹ mình cần, đó là cần mình về nhà. Tú nhìn ở trong mắt của mẹ, mẹ vẫn mong 2-3 tháng con sẽ quay trở về, xong ăn với cả bố mẹ cái mâm cơm rất đơn giản thôi. Không sao, không sao. Anh nghĩ là bây giờ có cách này hay hơn này. Kiếm tiền đi. Có tiền thì đưa mẹ vào luôn, khỏi ra. Đấy. Các cụ ở quê lại không. À, các cụ ở trong... đúng rồi. Đấy, bố mẹ lại thường là không xa nhà được. À, vâng. Nhưng mà thôi, lâu lâu về yên tâm. Chứ mà em ở nhà luôn mẹ cũng không vui đâu. Anh Tú ơi, bình thường là tôi thấy anh toàn mảng miếng đấy. Hôm nay giờ cho mình xúc động, tôi không quen mắt lắm. Không biết anh hát bài này anh nghĩ như thế nào. Anh cũng bày đặt xúc động với người ta à? Sao? Bao nhiêu lâu rồi chưa gửi tiền về cho mẹ? À không, tiền thì em vẫn gửi. À, vẫn gửi hả? Hôm nay mẹ biết hát bài này không? Chưa luôn.
Em chỉ muốn nói mẹ em là hy vọng là mẹ em sẽ đi khám, không có dư bệnh trong người nữa. À, là mẹ không đi khám tổng quát thường xuyên đúng không? Dạ, mẹ em rất là nhiều bệnh. Đấy, nhiều người sợ đi bệnh viện ấy, không dám đi khám đâu. Thành nghĩ là ở đây ai cũng sẽ có những nỗi niềm của mình và những kỷ niệm với bố mẹ, nhưng mà hy vọng là các bạn cũng sẽ bình chọn một cách công tâm cho các anh trai. Anh Tú Atus 01, anh Tú Voi 02, Quang Trung 03, Dương Đông Biết 04 và Song Luân 05. Mời bình chọn. Ok, một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Quang Trung, Atus, anh Tú, Song Luân và Dương Đào Minh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút nghỉ lao, đừng chuyển kênh nhau. Thông qua bài hát này, thông qua những lời hát đó, coi như là lần đầu tiên Trung mà dám nói những điều này với mẹ, với gia đình của mình. Còn sau đó thì Trung sẽ cố gắng để học học cách nói những lời yêu thương nhiều hơn. Thực sự là không biết dùng cái từ gì để diễn tả với cái bản final này. Mình chỉ cảm thấy là hạnh phúc với nó và cảm ơn mọi người rất nhiều. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt anh trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Concert anh trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9,